Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Giang Hẳn chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hội khuyến học cụm đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2022. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Nguyễn Trung Diện, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 12 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ông Lê Giang Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 2366 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2023, tỉnh Trà Vinh phấn đấu thực hiện 23 chỉ tiêu phát triển chủ yếu. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP phấn đấu đạt 7,5%, không tính giá trị nhiệt điện. GRDP bình quân đầu người đạt 62,04%, không tính giá trị nhiệt điện. Với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 32.000 tỷ đồng, thu nội địa 5.701 tỷ đồng. Về xã hội, phấn đấu giữ vững 100% xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, thêm 10 xã nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% theo chuẩn tiếp cận đa chiều, trong vùng đồng bào Khmer giảm 1%, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tổng giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 30.150 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp trên 33.800 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước trên 4.800 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trên 1.800 tỷ đồng. Về dự toán chi ngân sách, tổng số chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 là khoảng 10.700 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển trên 1.660 tỷ đồng, chi cho các chương trình mục tiêu trên 1.997 tỷ. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Giang Hẳn, các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị địa phương phải chuẩn bị từ đầu năm để có các bước dự báo tình hình và xác định công tác trọng tâm, đột phá là gì để dồn sức thực hiện. Trước mắt tập trung cho xây dựng nông thôn mới, tiến tới tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Phấn đấu năm 2030 có thêm 30 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, nâng chất lượng các sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao trở lên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục Thuế căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn thực hiện, kiểm tra định kỳ xử lý vướng mắc của đơn vị và cơ sở, kịp thời đề xuất xử lý những khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, giao thủ trưởng các sở ngành, lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, rà soát kết quả thực hiện, tăng cường thanh tra kiểm tra về tài chính, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa mừng xuân Quý Mão năm 2023 phục vụ nhân dân trong tỉnh. Sáng nay ngày 12 tháng 12 tại tỉnh Trà Vinh, Hội khuyến học cụm đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2022. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Hiện nay, Hội khuyến học cụm đồng bằng sông Cửu Long có trên 4,2 triệu hội viên, chiếm khoảng 28% dân số trong cụm. Hội thường xuyên hướng dẫn cho cán bộ hội viên nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Kết quả năm 2022, gia đình học tập được công nhận đạt 84,14%. Kết quả năm 2022, gia đình học tập được công nhận đạt 84,14%, dòng họ học tập đạt 78,97%. Cộng đồng học tập ấp khu phố đạt 70,71%. Đơn vị học tập đạt 94,96%, cộng đồng học tập cấp xã đạt 85,5% và công nhận trên 1 triệu công dân học tập đạt tỷ lệ 6,7%. Thời gian qua có nhiều mô hình khuyến học hay triển khai có hiệu quả ở các tỉnh thành, nổi bật là phong trào nuôi heo đất khuyến học ở Đồng Tháp, ước tính trị giá trên 29 tỷ đồng, Bến Tre ước tính trị giá 30,5 tỷ đồng. Trong năm 2022, tổng quỹ khuyến học toàn cụm huy động đạt 757 tỷ 500 triệu đồng. Tăng trên 42% so với năm 2021. Trong đó các tỉnh thành vận động quỹ khá cao như Bến Tre trên 138 tỷ đồng, Đồng Tháp trên 97 tỷ đồng.
qua đây cấp phát trên 1,2 triệu suất học bổng quà cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tổ chức Hội khuyến học tỉnh Trà Vinh được củng cố kiện toàn và phát triển với 9 đơn vị cấp huyện, 107 hội cơ sở, 1.147 chi hội ấp khóm, trường học, 9.103 tổ khuyến học, 713 ban khuyến học, phát triển trên 23.000 hội viên, đăng ký xây dựng gia đình học tập đạt 91,02%, công nhận 287 dòng họ học tập đạt 93,18%, 100% xã phường thị trấn đăng ký xây dựng cộng đồng học tập. Song song đó, phong trào tiết kiệm nuôi heo đất, khuyến học phát triển mạnh mẽ với số tiền tiết kiệm trên 68,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh đã vận động quỹ khuyến học khuyến tài trên 49,7 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học. Phát biểu định hướng về công tác khuyến học trong thời gian tới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam đề nghị Hội khuyến học cụm đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai đến cơ sở chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Theo đó, cần xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập giai đoạn 2021-2030 theo hướng nâng cao chất lượng các mô hình học tập, triển khai quán triệt, thực hiện kết luận 49 của Ban Bí thư Trung ương, quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục tiến hành xây dựng các mô hình học tập. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030, triển khai đại trà xây dựng mô hình công dân học tập. Dịp này, ban tổ chức đã trao 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao tặng kỷ niệm chương cho một cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp khuyến học. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh có Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Tính đến nay, đã có 100% công an các đơn vị địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt cho các đơn vị trực thuộc, đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về tiến độ thực hiện các đề án thành phần và đề án của công an địa phương, công an các đơn vị địa phương đang tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng đề án để sớm triển khai thực hiện đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc tới từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Tự mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện nghị quyết, từ đó nâng cao ý thức, tự rèn luyện phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao năng lực, chất lượng công tác. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận số 180 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, trọng tâm là triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế được chỉ ra, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã được xác định, coi đây là việc làm thường xuyên liên tục. Chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nghị quyết số 12, các đề án nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố, tranh thủ tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ địa phương, xây dựng các lực lượng, đơn vị thuộc công an tỉnh, thành phố, đạt được lộ trình, yêu cầu đề ra. Vừa qua tại huyện Cầu Kè, Hội Cựu Chiến binh cụm thi đua số 2 gồm Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành và Càng Long tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Dình, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Trà Vinh đến dự. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong năm 2022, Hội Cựu Chiến binh cụm thi đua số 2 đã vận động cán bộ hội viên và các tổ chức từ thiện xã hội đóng góp kinh phí được 3,5 tỷ đồng. Qua đó đã triển khai xây dựng 47 căn nhà đồng đội, tặng cho hội viên cựu chiến binh nghèo gặp khó khăn về nhà ở, tặng trên 1.000 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong năm còn vận động hội viên thành lập mới được 1 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 19 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các ngành đoàn thể và cá nhân ở địa phương phát quang bụi rậm, chặt dọn cây xanh, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường lộ giao thông, khai thông dòng chảy các công rãnh kênh mương có tổng chiều dài trên 600 km, thu gom 5,3 tấn rác thải,
đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ bảo vệ môi trường ở khu dân cư do cựu chiến binh đảm nhận. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh cụm thi đua số 2 sẽ đề ra một số hoạt động trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình câu lạc bộ do hội đảm nhận, đồng thời tiếp tục vận động trong lực lượng hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đồng Hội Dương tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, đến dự có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Hội Dương tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động tương thân tương ái với kinh phí hơn 230 triệu đồng, mừng thọ gần 300 lượt cũ trị giá gần 350 triệu đồng, hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài cho hơn 70 trường hợp với số tiền gần 130 triệu đồng. Cùng với đó là nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, thông tin tuyên truyền và giáo dục thanh niên. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chúc mừng Hội đồng Hội Dương tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát triển lớn mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Dương Việt Nam theo điều lệ quy định, tiếp tục liên kết giúp đỡ nhau phát triển trong dòng họ, sau đó có điều kiện thì giúp đỡ thêm những dòng họ khác, người khác còn khó khăn hơn trong cuộc sống để góp phần vào sự phát triển của tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh như mục tiêu chung của nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ 11. Đào đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 17 thành viên, ông Dương Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hội Dương tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh do ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh làm phó trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công nhận quyền cầu kè đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022. Tính đến tháng 11 năm 2022, ở bậc mầm non, số lượng trẻ em trong độ tuổi được huy động ra lớp chiếm gần 100% và số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non chiếm trên 99%. Đối với cấp tiểu học, trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường đạt 100%, số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc tiểu học chiếm trên 97%, số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ trên 99%. Đối với bậc trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt gần 100%. Về công tác xóa mù chữ, tính đến tháng 12 năm 2022, trên địa bàn huyện có trên 98% số người trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1. Có 93% số người trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 2 và 11 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Qua kiểm tra hồ sơ và các tài liệu liên quan đến công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, các điều kiện tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị đảm bảo thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022 ở huyện Cầu Kè. Qua đây, các thành viên trong đoàn cũng mong muốn huyện Cầu Kè trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ để tích cực tham gia, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giáo viên và bố trí sắp xếp giảng dạy phù hợp, đặc biệt là cần quan tâm công tác củng cố kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ từ huyện đến cơ sở để duy trì thực hiện tốt trong thời gian tới. Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra của tỉnh kết luận huyện Cầu Kè đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trên cơ sở kết quả này, đoàn sẽ làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2022. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố vừa đến kiểm tra kết quả xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh tại phường 9. Thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo tinh thần quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay phường 9 cơ bản đạt 9 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh. Qua kiểm tra thực tế phường 9 và tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo thành phố đã chỉ rõ những mặt được và chưa được để ban chỉ đạo phường 9 tiếp tục thực hiện các mặt công tác giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết luận buổi kiểm tra, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của ban chỉ đạo phường 9. Qua đó cũng có nhiều ý kiến đóng góp để phường hoàn chỉnh hơn trong quá trình thực hiện phường văn minh.
Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phường chính cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng phường đạt chuẩn về đô thị văn minh. Các thành viên ban chỉ đạo thành phố quan tâm hơn nữa những tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của ngành, giúp ban chỉ đạo phường giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí đạt được. Ngày 10 tháng 12, trại giam Bến Giá thuộc cục C10 Bộ Công an tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng C10 Bộ Công an, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và trên 100 gia đình phạm nhân và phạm nhân đang được giáo dục cải tạo tại trại giam Bến Giá, tỉnh Trà Vinh. Hội nghị gia đình phạm nhân là hoạt động thường niên của trại giam Bến Giá nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa trại giam với các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội và thân nhân gia đình của phạm nhân để cùng nhau có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ cho phạm nhân thấy được trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân và xã hội để tích cực cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Hội nghị gia đình phạm nhân còn có ý nghĩa giúp cho trại giam Bến Giá có điều kiện tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan ban ngành, của thân nhân và gia đình phạm nhân để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý giáo dục phạm nhân, từ đó đưa công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân đạt hiệu quả cao hơn. Được biết hiện nay trại giam Bến Giá cục C10 Bộ Công an giam giữ cải tạo gần 1.700 phạm nhân. Kết quả qua xếp loại thi đua 6 tháng đầu năm 2022, có trên 9% phạm nhân đạt loại tốt, có gần 68% phạm nhân đạt loại khá, có trên 19% phạm nhân đạt loại trung bình và có trên 3,5% đạt loại yếu. Đặc biệt, trong năm nay, trại giam Bến Giá có 864 phạm nhân được xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có gần 200 phạm nhân được xét đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong tháng 11 năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thiếu Cần đã phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể ở các xã thị trấn đã giải ngân được 122 tỷ đồng với trên 3.700 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hội viên các đoàn thể vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi nghề và xóa đói giảm nghèo. Nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến cuối tháng 11 năm 2022 được trên 385 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với đầu năm. Sau đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thiếu Cần còn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác tiếp tục tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 308 tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng ở 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Từ nay đến cuối năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thiếu Cần tiếp tục phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến các chính sách tín dụng ưu đãi, đồng thời bám sát chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022 của từng chương trình để giải ngân cho vay kịp thời đúng quy định. Sau đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường rà soát, thu hồi nợ đến hạn và tái đầu tư cho vay vốn xoay vòng để giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ viên các đoàn thể, các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, chăn nuôi ổn định đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tỉnh ta rất quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm ô cốp. Đây là một trong yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Để thực hiện thắng lợi mô hình này, vai trò của các tổ hợp tác, hợp tác xã rất quan trọng. Vậy trong thời gian qua, các mô hình kinh tế tập thể ở Trà Vinh đã đóng góp vào sự phát triển sản phẩm ô cốp như thế nào? Ông Nguyễn Trung Diện, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh cho biết vấn đề này trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Trung Vạn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Và thưa ông, chúng tôi được biết là trong thời gian qua thì tỉnh ta cũng rất quan tâm đến việc phát triển sản phẩm ô cốp. Vậy thì xin ông cho biết là đến nay thì các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã đạt được kết quả như thế nào? Đến nay thì tỉnh ta đã phát triển được 104 sản phẩm ô cốp, trong đó có 83 sản phẩm là đạt chuẩn 3 sao, 15 sản phẩm là đạt chuẩn 4 sao và tỉnh chúng ta cũng được 5 sản phẩm là được công nhận nông sao ở cấp quốc gia. Thì đó là một trong những cái thành công bước đầu trong quá trình mà chúng ta thực hiện giai đoạn đầu trong phát triển sản phẩm ô cốp của tỉnh. Ngoài ra để thực hiện các giải pháp đồng bộ về việc chứng nhận sản phẩm ô cốp thì tỉnh ta còn hỗ trợ một cách đồng bộ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sau khi sản phẩm chúng ta được công nhận
Điển hình là tỉnh ta cũng hỗ trợ xây dựng các cái cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP cho các chủ thể, để các chủ thể có điều kiện là mang sản phẩm của họ là đến các cửa hàng trưng bày này để có dịp quảng bá đến khách du lịch, cũng như là kết nối với các cái cửa hàng sản phẩm OCOP ở ngoài tỉnh để chúng ta đưa sản phẩm đi quảng bá. Vâng, thưa ông, vậy thì xin ông cũng nói cụ thể hơn, đó là khi mà phát triển sản phẩm OCOP thì sẽ mang lại lợi ích gì cho người nông dân? Khi nói về phát triển thành công sản phẩm OCOP, chúng ta phải hiểu cả hai vế, đó là thành công về mặt sản phẩm và thành công về mặt thị trường. Bởi vì nếu chúng ta tạo ra được sản phẩm OCOP có chất lượng tốt nhưng mà chúng ta bán không được thì coi như là chúng ta đã bị đứt quãng và chúng ta sẽ không kích thích được sản xuất phát triển. Như vậy, nếu như mà chúng ta phát triển thành công được sản phẩm OCOP á, thì chính cái chủ thể là người nông dân tạo ra cái sản phẩm này là giúp họ giải quyết được lao động cho chính họ, và họ cũng thể giải quyết được lao động cho những cái cư dân khu vực nông thôn xung quanh họ, thì qua đó giúp cho họ được cải thiện được cái thu nhập, nâng cao cái đời sống cho người dân khu vực nông thôn. Ngoài ra mà khi mà chúng ta phát triển sản phẩm OCOP á, thì nó giúp cho người nông dân thay đổi từ tập quán sản xuất. Nếu như trước đây á, chúng ta sản xuất ra sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô phục vụ cho các nhà máy, thì hiện nay thì chúng ta có thể sản xuất ra sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu thị trường, tới sản phẩm cho người tiêu dùng luôn, và chúng ta không phải bán sản phẩm thô nữa. Ngoài ra thì khi mà chúng ta phát triển thành công sản phẩm OCOP như thế thì sản phẩm của chúng ta không chỉ lẫn quẩn ở khu vực là ấp xóm huyện nữa, mà khi mà chúng ta đã có bao bì nhãn mác có chứng nhận truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm ta sẽ được bán vươn xa hơn, không chỉ trong tỉnh ngoài tỉnh mà có thể xuất khẩu. Vì đối với địa phương thì khi mà chúng ta phát triển sản phẩm OCOP thì nó sẽ giúp chúng ta cái cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp ở khu vực nông thôn, giúp chúng ta định hình nên các cái chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản. Thì điều này thì nó giúp cho khu vực nông thôn phát triển kinh tế về mọi mặt, về giải quyết lao động. Và khi đó thì chúng ta sẽ hạn chế được một bộ phận lao động từ khu vực nông thôn di chuyển ra thành thị để tìm việc làm. Vâng, thưa ông, vậy thì để phát triển thành công sản phẩm OCOP thì không thể không nhắc đến vai trò của tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã. Vậy thì xin ông cũng chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ. Tổ hợp tác, hợp tác xã nó là nhân tố để mà chúng ta sản xuất quy mô lớn, quyết định về sản xuất tập trung cũng như chúng ta quy hoạch vùng sản xuất để phục vụ cho phát triển sản phẩm OCOP. Và khi mà chúng ta phát triển cái vùng sản xuất gắn với sản phẩm OCOP thì nó ở đây nó có hai vấn đề liên quan. Thứ nhất là vùng sản xuất đó là nó gắn với thế mạnh của địa phương, và nếu mà chúng ta phát triển được sản phẩm gắn với thế mạnh, gắn với cái hàng nông sản tại địa phương thì nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao lên cái giá trị. Và ở đây thì tổ hợp tác, hợp tác xã có thể làm được điều này, bởi vì từ một hộ nông dân lẻ khi mà chúng ta phát triển sản phẩm OCOP thì chúng ta khó có lòng mà phát triển được quy mô lớn, nhưng ở hợp tác xã thì có thể làm được điều này. Cái vấn đề thứ hai đó là hợp tác xã và tổ hợp tác có vai trò thúc đẩy và gia tăng cái mối liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, từ việc và họ liên kết cái đầu vào cũng như đầu ra trong quá trình là sản xuất. Như vậy thì giúp cho họ tiết kiệm được chi phí và gia tăng cái khả năng cạnh tranh sản phẩm của mình trên thị trường, thông qua mình tiết kiệm được chi phí sản xuất. Cái vấn đề thứ ba đó là họ cũng là chính là cái nơi tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để nhằm làm tăng gia tăng giá trị sản phẩm, đặc biệt là các cái chương trình khuyến nông, chương trình khuyến công hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Thì các chương trình này khi mà họ ứng dụng lồng ghép vô thì giúp cho cái sản phẩm OCOP gia tăng giá trị đáng kể thông qua các hoạt động của họ. Và đối với khu vực hợp tác xã thì cũng là khu vực mà hiện nay đảng, nhà nước cũng như tỉnh ta rất quan tâm và dành rất là nhiều chính sách để phát triển. Nhân đây thì ông có điều gì muốn chia sẻ đối với người dân để người dân có thể cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới? Thì theo quan điểm của tôi thì để người dân có thể đồng hành tham gia cùng Liên minh để phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới thì trước nhất chính người sản xuất hay chính chủ thể tham gia sản phẩm OCOP, thì trước khi mình quyết định phát triển lên sản phẩm OCOP, mình cần xác định thứ nhất đó là về sản phẩm. Là sản phẩm ta có sự khác biệt gì không khi chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP. Cái thứ hai về yếu tố về truyền thống, về văn hóa, và cái đặc trưng sản phẩm chúng ta nó khác so với cái sản phẩm khác hay không. Cái thứ ba lợi thế gì dùng nguyên liệu khi mà chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP, để dùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương như thế nào và nó có gắn với chuỗi giá trị sản xuất hay không. Thì điều đầu tiên mà chủ thể cần xác định đó là vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai là về thị trường.
khi chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP thì hàng ta bán có được nhiều hơn không, sản phẩm ta có bán được nhiều hay không, chúng ta phải có định lượng về vấn đề này. Chứ nếu như mà chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP mà hàng quá chúng ta bán không được nhiều hơn thì coi như chúng ta cũng không thành công. Do vậy bà con cũng lưu ý đến cái phần về thị trường. Cái vấn đề thứ ba đó là về nguồn lực đầu tư, và chúng ta cũng phải dự báo trước liệu chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP vậy thì chính chủ thể hay là người sản xuất, hộ nông dân hay hợp tác xã hay tổ hợp tác thì chúng ta có đủ nguồn lực để thực hiện này hay không. Cái vấn đề cuối cùng đó là năng lực quản lý. Liệu khi mà chúng ta phát triển lên sản phẩm OCOP về năng lực quản lý chúng ta có đáp ứng được nhu cầu này chưa? Và từ ba cái vấn đề trên thì chủ thể mới lựa chọn cái mô hình để chúng ta quyết định là sản xuất kinh doanh. Có thể là chúng ta chọn mô hình là cơ sở sản xuất, có thể mô hình là doanh nghiệp, hoặc là có thể là mô hình hợp tác xã để chúng ta phát triển sản phẩm OCOP. Riêng đối với nếu như mà chủ thể là hộ nông dân mà lựa chọn mô hình hợp tác xã để phát triển sản phẩm OCOP thì phía Liên minh cũng sẽ tích cực hỗ trợ trong vấn đề tư vấn về mặt pháp lý để chúng ta thành lập được hợp tác xã một cách thuận tiện nhất, đảm bảo đúng quy định của luật. Và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày. Còn ngay sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 13 tháng 12 năm 2022, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 170cm, thấp hơn ngày hôm nay 7cm, trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quang 155cm, thấp hơn ngày hôm nay 10cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 7.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 2.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.7 phần ngàn. Tại Cầu Quang nhỏ hơn 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ, Trà Vinh nhỏ hơn 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường.